nấu, nấu cơm lắm. Trời ơi. Dạ nấu cơm hả? Dạ nấu nấu cơm. Hồi trước là chưa, trước khi mà người ta chưa có cho ở đậu trong cái căn nhà tường này á, thì con nghe nói là hai anh em mong ở đây đúng không? Đúng rồi. Ở trong cái chòi này đúng không? Đúng rồi, sao mới có cái nhà kia. À, giờ sau này người ta mới cho ở nhà. Ở đây rồi ngủ làm sao trời. Dạ. Thì đó hai ông hồi trước ở chòi này nè. Ba cậu. Cảm ơn ba cậu. Cái sao vậy? Còn 500 lắm mừng dữ á. Được không? Dạ. Mừng á. Đó giờ có ai thường đi đi chở đi vậy mà cho 500 không? Đâm có. Có không? Mua không tôi. Mua không làm đây nữa tính là tôi chết rồi. Ông nằm nằm tới sáng luôn. Ông hỏi là anh sao 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 có nước này uống cái gì? Ông nằm luôn, ông nằm luôn tới sáng luôn, tới chưa hết nổi luôn. Hai ông lão sống một trong một căn nhà ở đậu của người ta. Nói chung là rất là thương yêu nhau, lo lắng cho nhau. Dạ xin chào quý khán giả đang xem kênh Bagina TV. Dạ thì lời nói đầu tiên cho em gửi là chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến toàn thể quý khán giả cũng như là mạnh thường quân ở trong và ngoài nước. Dạ thì hôm nay thì em mời quý khán giả cũng như là mạnh thường quân cùng em đến thăm một cái hoàn cảnh của hai ông lão sống trong một căn nhà ở đậu của một người hàng xóm. Thì nghe đâu thì hai ông mấy chục năm sống tại nơi này thì không có con cái cũng như là không có bà con dòng họ gì hết cả nhà. Này trước màn hình cả nhà, đây là hình ảnh căn nhà của ông. Thì em nghe đâu thì thời gian trước thì ông hai ông là sống trong cái căn chòi này nè cả nhà. Nhưng mà cũng may mắn thì được người dân ở nơi đây thì cho ở nhờ trong một cái căn nhà. Đó, căn nhà phía trong, còn ở đây là cái căn chòi mà ngày xưa hai ông đang sinh sống á. Đó, hiện tại thì ông đang nấu nước đó cả nhà. Hàng ngày thì ông phải chăm sóc cho một người em năm nay cũng 76 tuổi, ông là năm nay 78 tuổi cả nhà. Nhà này hồi xưa thì ông hồi xưa là hai cái nhà có lớn mà hai ông ở cũng hay lắm luôn. Mình ở cái đầu dạ ông thương không cả nhà. Còn phía trong đây là phía căn nhà của ông đây. Đó. Đó, vậy thì bây giờ thì em mời quý khán giả cũng như là cùng em đi vào bên trong để gặp hai ông, để hỏi thăm và xem cái cuộc sống hiện tại của hai ông là như thế nào cả nhà. Dạ. Rồi con chào ông ha. Dạ. Chào ông. Dạ. Ông cho ông hỏi là ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, năm nay tôi là 78. 78 tuổi. Dạ. À, ông tên gì? Tên Võ Văn Duy, họ Võ Văn Duy á. Ờ. Họ Võ Văn Duy. À. Còn ngồi đây là đây Võ Văn Ca. À. Hai anh em, Võ Văn Duy, Võ Văn Ca, hai anh em ruột luôn. À, còn ông ở đây mấy tuổi rồi ông? Ông này 76. 76 tuổi. Dạ. Dạ. Tôi 78 thành ra lớn ông 2 tuổi. là trong căn nhà này là chỉ có hai ông ở thôi. Dạ hai ông có hai anh em tôi à. Thì con tụi con là được một cái lời giới thiệu đến đây để chia sẻ cái hoàn cảnh gia đình của mình á. Dạ. Dạ. Rồi hàng ngày cái cuộc sống của hai ông là làm cái gì để sinh sống? Ngày không có làm gì chân. Ví dụ đi ra cô bác đã thấy cho ông đó đâm đồng 3 đồng 2 đồng có tiền gì mua cá ăn, gạo thì có, gạo thì có ăn ta cho gạo. Ta cho gạo. Dạ, nếu có nào có thì nó có. Đó, vậy thôi chứ không có gì chưa. Dạ. Rồi hiện tại căn nhà này là căn nhà của hai ông luôn hay là của ai? Hai căn nhà này thì của bên vợ cho mình ở, không biết người ta có đuổi hay không, mình không biết. À, là cho ở đậu. Dạ, không có nào nói thiệt. Chứ không phải của mình. Hai ông không có vợ con gì sao? Không, ông này hồi nhỏ lớn không vợ. À. Còn tôi có vợ đó, bả chết ra năm nay 20 năm. Ồ, chết 20 năm rồi. Dạ, chết hồi năm 2003, 2004, năm nay như vậy, năm nay 22, cũng gần 20 rồi. Vậy là đó giờ là hai ông sống chung với nhau? Dạ, sống chung hết. Ôi. Rồi ông nói là em của ông là bị bệnh hả? À, dạ, ông này bệnh. Bệnh gì ông? Ông bệnh đau bụng, nghĩa ra máu, với ông bị kinh phong. Là ba thứ rồi. Ông có nói chuyện nào được không? Nói được, nói ít được. Nói ít thì được. Dạ. Chỉ là hàng ngày là ông phải chăm sóc cho em đây của mình. Bây giờ lo cho ông bây giờ chứ lo sao giờ. Mà tôi lo cho ông được chứ tôi không lo được. Ông không có lo được hả? Dạ, không biết chuyện gì ông đâu có lo được. Mình chạy chọt thấy luôn cho ông. Ông không biết lo. Ông bố ông tôi. Ông nằm đây nữa tính là tôi chết rồi. Ông nằm tới sáng luôn. Ông hỏi là anh sao có nước này uống cái gì? Ông nằm luôn tới sáng luôn, tới chưa hết nổi luôn. Lúc đó ông bị gì?
bị bệnh rồi sáng con nhỏ ở ngoài á, dạ ông đói bụng quá rồi cho bún ăn, dạ đồ ăn bị bắt mưa không diện chúng thực, trời ơi chúng thực rồi nằm luôn cái sáng luôn, trời ơi cậu ơi muốn chết luôn rồi. Em cũng không có em cũng không biết lo hỏi đâu. anh sao chứ phải hỏi anh ơi, anh sao có nấu nước anh uống ha, anh khỏe chưa không đến sinh tôi cũng nằm luôn được đổ cái sáng cũng hên là không sao ha, nó qua được chắc cỡ này mới được hơi tỉnh. Ừ. Hàng ngày là ai nấu nướng ăn uống? Dạ tôi nấu. Chứ ông bên đây không nấu được. Ông này nấu cũng lâu, ông cứ kia lâu lâu ví dụ có đi đâu kẹt thì ông nấu ăn thôi. Dạ. Còn như tôi nấu không à? Còn như là ông nấu hết. Dạ. Thấy hay không? Cách nhau 2 tuổi, ông 78, còn ông đây là 76 tuổi. Dạ. Hai người sống trong một căn nhà, dạ. Ở đậu người ta như vậy. Dạ. Hàng ngày là chỉ nhờ những hàng xóm, bà con rồi cho, dạ, cho gạo, rồi sinh sống thôi. Dạ, cho ăn, có lâu lại cái người lâu cho trẻ. Họ đụng ta cho có nhiều, 100-200 để mua đồ ăn, vậy nó cho mua đồ ăn. Dạ. Rồi lâu lâu cho ông chịu uống cà phê, vậy thôi, mình nói cái nào, có được việc đó. Ta quýt quá ngã tư tượng rồi quá. Ta thấy lâu lâu mới có chứ không phải mỗi ngày mỗi đuôi cho mình. Rồi mình sống như vậy đó, rồi có hai anh em mà lui thủi trong cái căn nhà như vậy, ông có thấy buồn không? Thì cũng mình vẫn buồn nhưng mà mình phải chịu. Không còn cháu gì hết. Không con cháu, phải có con cháu nó đâu có thăm mình được đâu. Dạ. Ừ. Con cháu nó nói nghe con cháu bà con á hãy cho ruột sao, dạ lâu lâu á lại nó ngủ nó mua đồ cho ăn vậy thôi chứ đâu. Đây là cái chỗ ngủ của ông á hả? Dạ sao chứ sao chỗ ngủ á, ở nhà gì đâu mà đồ tùm lum hết vậy. Dạ, đó ba cái ấy đó, ba cái bọc vừa đó rồi, có gì buồn áo đó. Không có gì đâu, sao chỗ ngủ mà để hai cái thao nữa, lên nó dột à, bị mưa dột. Dạ trời ơi, không dột quá mưa lớn thì nó kiểu hai cái thao đó, còn mưa nhỏ thì nó không có dột. Dạ. Không mình nói cái nào có. Trời ơi. Nhà này nó dột. Thấy trong nhà có hai ông là đồ đạc rất là nhiều luôn rồi. Đồ có gì đâu nhiều, ba đồ bắt dịch không gì nhiều. Dạ. Đồ cũng xứng đáng bọc bùn áo rồi để luôn cái bọc lên ba cái xô rồi. Cũng quá trời kìa. Nước mình để nấu cơm ăn. Nước mưa. Nước mưa vô chai gì đó hả? Dạ mưa hứng á. Để mình nấu chai ăn chứ nước xong mình không có nấu được. Không nói có nào. Cái đó mình là vô nước trong với cái chai đó, đừng để cho gió nó bay chứ. Để nước đục ngầu không? Không có, nước mưa à, phải không? Phải nước trong à. Dạ. À, nước mưa chứ rồi mình nấu vô cơm á, rồi đổ vô nấu, rồi chắc nước cơm ăn. Dạ. Chứ nước xong rồi mình có ai rửa chén rồi đâu có ăn được đâu. Nước xong xanh lè. Dạ. Đúng rồi. Nói ngay cái nào nó. Giờ lại không có nước rồi, hứng nước mưa xài thôi. Dạ, hứng nước mưa. Dạ. Và được cái thùng xanh chanh á, mới hứng được cái thùng xanh á. Dạ. Cho nó được thùng xanh. Ông rất là vui tính. Dạ. Hồi sáng giờ hai ông ăn cơm chưa? Hồi sáng giờ thì mơ tôi đi mà này ta cho này nè chưa ăn đó. Đâu cho cái gì đâu, giỡn con coi ba cái đậu nó Việt Nam, ba cái bánh tầm với ba cái bánh ướt. Cái gì? Trời ơi cho nhiều vậy hả vậy? Ừ, ta cho mấy người ta bán đó. Dạ, ta cho hai anh em. Cho hai anh em mà chưa ăn nữa ha. Chưa ăn. Trời ơi. Dạ. Còn cái này cái gì đây tùm lum vậy? Cái nồi nè. Cái nồi này nồi cơm rồi với nồi cá kho. Rồi út dở coi cái ông hôm nay ông nấu đó hả? Dạ tôi nấu mà ăn hết cơm rồi, chưa mới nấu. Rồi ăn trứng hả? Ăn trứng gà nó ra ở rồi, trứng gà đây nhà tư nó cho được 3-4 trứng. Rồi ăn cơm với trứng nè. Rồi dạ. Cái nồi dưới là nồi gì vậy ông? Nồi cá kho. Cá kho. Ông cá kho nãy đó, cá kho nè cậu nãy đó ăn. Có. Đâu ông lại ăn dở cho tụi con coi coi. Đây nè cá kho nè. Cái nồi gì mà đen quá gì. Sao lọ dữ vậy? Tại cái này mình nấu không có dĩ. Cho ăn cá. Rồi. Cá. Ừ, đó cá. Cá này mà ông mới kho hôm qua đó hả? À, hôm qua cậu ơi. Đây ừ, mà nó có cái trứng nữa kìa. Còn trứng này lâu rồi, trứng này hơi lâu lâu rồi. Ghé nhắc nội của ông như vậy đó. Cái này mình để đỡ. Có kìa mà để đỡ. Dạ. Không, cái nào có. Cái chỗ ăn uống của hai ông đó. Ông bên đây hiền ghê á, ít nói. Không có nói lắm. Các cô làm ai tôi nói còn không có. Mà hiện giờ ông có bệnh gì không? Ông á. Tôi dạ. Thì có khi cũng bệnh mà mình cũng hơi lướt một chút. Chưa mình gán rồi, mình gán. Con thấy ông 78 tuổi mà gì là khỏe lắm rồi đó. Đó, mình bệnh rồi phải gán. Mình hơi nhẹ chứ nặng quá phải chịu à.
Nặng quá phải đi viện. Phải viện, coi như viện, phải đi viện đi tỉnh. Dạ. Có hai anh em mà. Hai anh em có hai anh. Ông mà bệnh còn bỏ em cho ai lo? Ông là không ai lo được hết rồi. Lỡ mà bệnh cái rồi. Tôi nằm xuống là coi như là không có ổng không biết lo. Còn ổng lo mà tôi cũng chạy rồi lo đâu cũng ổng còn nghiệp. Thấy ông bên đây nè, rồi sao không ngồi đi mà nhờ ngồi cho mỏm vậy ông? Ngồi đấy. Ngồi đấy. Em của ông có đi đứng được bình thường không? Đi được nhưng mà đây ra mày đó là đi được mà đi xa không đứng được. Dạ. Đi xa cái ổng đi kiểu này à. Ông đi ông đau á. À. Gần gần thì đó, đây do đó thì do đây ổng đi được. Dạ. Ngay mình có hai anh em tôi đuổi à. Có hai anh em á. Tối cũng ngủ anh em, vô cũng anh em. Rồi, hỏi ông này cái nè. Dạ. Ông ơi, người sức khỏe của ông như thế nào? Hỏi sức khỏe, hỏi coi, nói tôi sức khỏe bao nhiêu, nói mệt hay yếu thì nói cho có cậu cậu đang quay phim đó. Khỏe không? Khỏe. Ừ. Khỏe không ông? Khỏe, nó khỏe, mệt, nó mệt. Sao thấy thở quá trời vậy? Ổng yếu lắm, ổng đi còn muốn té luôn. Em mà lại sức khỏe yếu. Trời ơi. Ừ. Anh à. Ừ. Vậy cho mình không hoạt động à, với ổng là chết đâu à. Dạ. Cái lỗ tai ông thấy lạ ha. Lúc nãy ông đã Phật. Lúc anh lúc đó Phật dài. Hai ông lỗ tai giống nhau kìa. Ông này khác, ông này hơi dài lắm mà. Tôi là tôi hơi cục. Ông lỗ tai của nhà nó hơi dài chút. À. Ừ. Là gia đình của ông bà hồi xưa là chỉ có ông với lại hai ông á là anh em ruột thôi hả? Mà hồi đó bà già sinh ra chết đâu hết cân mình không biết, giờ còn hai thằng. Còn đúng hai anh em lại thôi. Dạ đúng hai anh em. Không con. Không vợ không con, không có vợ không con gì hết. Trời ơi. Đó, vậy. Sao mà cổ dữ vậy mà nhà cũng có ở, không có ở đậu nữa. Vậy sao vợ mình vậy? Cho đuôi xe ra không cho mà buồn thì ta đuổi đi. Ở nhà ông dán cái gì tùm lum hết trơn mấy cái dán ba cái giấy mà phim là nó giật đó rồi mình dán giết rồi mưa nó đổ qua ướt nó gích nó đổ một đẩy giống cái đoàn lô tô rồi luôn đúng không á. Dạ rồi nó bỏ đi dài bỏ đó mình lộn ít muốn cái miếng nhiều miếng mình dán vô. Ừ không quay cái nồi nó thiệt. Cái này dán có nhiều cơm lắm đó mới dán dính á. Cái này hồ nó đâu cơm. Cái này dán kia bằng bột nếp mình đó. Dạ. Mình quậy ra cái mình dán cái cơm nào cơm mà cậu dán là nó ruột hết trơn à. Nó cứ ngắt là nó ruột hết. Dạ. Ừ. Con thấy trong cái căn nhà chật hẹp như vậy nè rồi ông nấu cơm ở đâu? Dạ nấu. Đen thui hết. Nấu ngoài. Ở ngoài trước hả? Chỗ có chạy đó. Cái này chỉ nấu thôi cũng có son mới mà mình chưa có nấu cũng cho son mới á. Dạ. Mình chưa có nấu hôm nay có mà. Có bằng củi không? Con thấy ông đang nấu gì ngoài vậy? Nấu nước này nước nè nấu nước mới nấu nước này. Chăm chưa đi ra ngoài lấy chăm đi. Chăm rồi. À. Đâu ông dẫn con coi cái gian bếp của ông nấu rồi nồi mà đen thui hết rồi. Cái đấy, nè, đấy, biết rồi nhưng mà mình không. Của mình ăn. Biết rồi, cái này không phải là mình không có nấu được, cũng có cái mà trắng vậy. Trời ơi, trời. Là trước căn nhà của ông cả nhà. Năm này nấu cơm. Cô á. Đây cái chỗ của ông nấu cơm á hả? Dạ, cái chỗ này nấu cơm. Đó nấu cơm á. Trời ơi. Nhà nấu cơm á hả? Dạ, nhà nấu cơm. Hồi trước là trước khi mà người ta chưa có cho ở đậu trong cái căn nhà tường này á thì con nghe nói là hai anh em mong ở đây đúng không? Đúng rồi. Ở trong cái chòi này đúng không? Đúng rồi, sao dạ. Mới có cái nhà kia. Giờ sau này người ta mới cho ở nhà. Ở đây rồi ngủ làm sao trời. Dạ. Thì đó hai ông hồi trước ở chòi này nè. Cái chòi có nhiêu xíu vậy. Vậy lúc trước hai người ở đây. Dạ. Rồi sao mới vô đó. Trời ơi. Ông nấu nước bằng cái nồi hả? Ừ, cái nồi. Cái chỗ này để sau này ông nấu cơm chứ hai ông trước ngủ đây. Chân thôi, ở đây được vô quá. À, ừ. Ở đây nó ngập hết rồi nè cả nhà. Lấy mưa, nếu mà mưa thì nó ngập, còn nó nắng thì nó giật nước. Dạ. Ông có phải vui tính đó cả nhà. Rồi được rồi, đi vô ông ơi, đi vô. Dạ. Để nắng. Ừ. Coi cái nhà, ông vô coi đi. Củi không à, không có gì, có cái lò. Là củi với lá dừa. Có cái lò với củi không? Có cái lò giá dừa. Hồi nãy là căn nhà hiện tại được sớm phía bên là cho ở đậu coi nha. Ủa cái nó
Trời kẹp luôn, con nói con nghe lắm. Trời, chén bát con nè. Trời ơi, cái gì? Cái gì mà... lọ không vậy, cái này không có chậm mà cũng lọ không vậy. Chắc lâu quá không xài á. Vậy cái đó là nó dơ rồi. Có chuỗi xà bông không mà lọ? Có nhưng mà lọ, nhưng mà có chuỗi xà bông hết rồi, tại nó lọ, tại mình cầm cái tay nó lọ. Mà cũng mấy nó cũng bỏ, chứ không có xài đâu. Để gì úp vậy chứ không có xài. Xài mấy cái mới không nè. Đầy nước nè, đầy nước mưa của ông đó. Chai đó là bớt rồi đó, bớt, bán bớt rồi đó. Cái hũ này bự quá là mình đựng cái gì ở trong. Cái nào? Hũ bự nè. Này hả? Dạ. Nước. Hũ bự á. Bự là nước, nước mưa. Nước mưa nước à? À, nước không à. Dạ. Ừ, là nước này nó giống con nước nè. Nước mưa nè. Đựng gạo. Rồi, được không? Thấy rồi. Ở đây nó là đó, nó ăn chưa? Hồi chứa nước mưa, dự trữ nước, nước mưa để mình uống á. Dạ. Để cho tụi gắn nước là uống nước xong, uống được. Đúng không? Có hai ông lão. Có hai ông lão rồi trời. Cái chỗ ngủ coi nè. Tivi này còn xài được không ông? Còn được, coi mấy, được không? Mấy, lúc mà ta cho nó vợ. Ừ. Xài đại ướt đổ là đổ rồi. Có tivi luôn. Ta cho nó chứ không có. Mấy người tài trợ thấy gì còn nhập ta nó tôi không có hình coi ta ở gần nhà đã lấy rồi, trung hình này cũng cũ rồi. Dạ. Cái đồ người ta bấm cũng cũ. Hát bạn nghe chơi đỡ buồn. Thấy nhà mình có nệm nữa nè. À. Nệm mình mua cái gì? Nệm cũng ta cho, trước nệm đâu mua. Cho không à? Dạ cho không. Nhà mình nhiều đồ vậy rồi lỡ mà con nói lỡ như người ta không cho mình ở nữa rồi sao mình chở đi đâu? Nói vậy chứ khi nào mình chết thôi, mình chết là không cho ở rồi. Nếu mà sống mà phải cho ở hoài ở đường nào chứ thôi à. Có bà con vậy mình bên dạ? Vợ bên vợ không có bà con. Không, bên vợ thì cũng con nhỏ cũng như em vợ. Lúc trước bà già thì cho. Mà sao lại bà chết rồi nó không có nó lấy lại. Có hay qua đây thăm hay ông không? Không, không có qua, rồi gặp bên ngoài quá khi không có chuyện lấy gì không. Ở đậu vậy thôi chứ không có cho luôn. Không cho luôn, mày ở khi nào chết thôi, chết người ta lấy. Dạ. Chứ có ai đâu mà làm chủ luôn, mà không họ phải có ai người ta trả lời mình cái câu đó được. Ông ngồi đi, đừng ngồi. Ngồi đãi với anh nhé, ngủ trong quán. Mỗi lần ăn cơm là em của ông cũng tự ăn luôn chứ không có. Dạ, em nấu cơm chín hai anh em ăn. Tự ăn luôn. Dạ, ăn rồi rửa chén xong ngồi nghỉ, tối ngủ. Và có khi ổng nói đi ra chợ là có chiếc xe lăn đó, đẩy răng ra ngoài. Rồi ổng đi xin tiền, ta có ai cho 5-10 ngàn, mình 5 đồng 3 đồng rồi lấy số tiền mua cá. Gạo thì nó ngay rồi mình có ăn, ta cho gạo á. Đi ra đường thì người ta cho tiền nhưng mà sức khỏe không có. Ừ. Rồi đi không được, ai mà cho mình. Ý là ông được. Nói là thường ngày là ông đẩy em của ông trên xe đẩy đi xin tiền. Đẩy lên xe, đi xin tiền. Có xe nữa hả? Có xe nữa, còn xe trong buồng. Cái xe kia, chúng ta cũng cho nó, cái xe thì sợ nó có cốt nó đẩy thì nó sụp bánh lên. Rồi cái xe nó người ta mới cho. Giờ có cái xe ngon lành chưa? Cái xe đó là thấy cũng không ngon lành gì đó. Không ngon cũng cũ quá không? Cũ quá rồi mình đẩy nó cũng không nhậm gì đó. Cũ quá mình đẩy nguy hiểm mà. Ừ. Ông già không. Ừ, mà cái xe tôi đẩy ra là đâu có đi được đâu. Cái bánh xe nó lật ngang rồi lại trước rồi. Mà ông cũng lớn tuổi rồi, ông đẩy nổi không? Đẩy đường xa gì đẩy nổi không trời? Mình đi có đi gắn đi hết trơn à. Gắn đẩy đi luôn. À, gắn đẩy luôn. Có khi gắn đẩy ra chạ chỗ quốc. Đấy ông quá trời. Thấy còn đẩy xuống Mỹ Tốn. Dạ. Có khi đẩy lên bóng tàu. Ôi ông khỏe vậy đó hả? Ừ. Ở bộ đường mình không có đi á, lội bộ. Ví dụ đám đổ đám cưới về mấy ông bà người đó mà kêu mình lên đó phải lội đi bộ và ăn uống là lội gì à. Đó chứ không mình phải sáng vậy. Dạ. Chứ bây giờ mình nằm cái đẹp bổ. Nằm cái là tiêu mạng luôn à. Sợ phải giá ông sợ lắm hả? Sợ đó. Nằm xuống hả? Thì mình sợ nằm xuống được rồi nhưng mà mình sợ có một cái rồi nó không được mình ra dây dưa còn nếu mà nó xuống mà mối cái đi luôn mà mình phải sợ dây dưa đâu có ai lo. Không có nói thiệt với mấy cậu. Không ai lo cho ông là một rồi, ừ. Không ai lo cho em. Ông con này nó hai người cũng như không. Chắc ông thương em lắm hả? Vậy chứ có hai anh em bây giờ mình không thương đâu. Nhưng mà bỏ em mình thì mình coi cũng không có nhậm gì. Mà thằng em mình thì nó bỏ thằng anh nó cũng không được.
Ông mà con hỏi thiệt nha. Dạ. Hai ông ở chung với người đó thì có cả cự cãi không? Dạ cũng mới mình anh em cũng mới qua rồi dẫn rồi nói mày kia nó tới ví dụ làm này, kia cái đó thì nói dạ. Thôi giàu quá đâu có gì đâu. Hai ông không có dòng họ con cháu gì chưa? Có đâu có. Đó mà có bệnh chứ không biết sao. Mà tính ra là hai ông là sống chung như vậy là bao lâu rồi, bao nhiêu năm rồi? Sống mà theo tính hồi tiếp thu tới giờ mấy chục năm ta? Tiếp thu hồi năm 75 đó dạ. 75? Ừ. 40 năm. Ồ, 75 gì là tính ra là 40 năm rồi. 40 mấy năm. Ừ. Tiếp thu rồi, tiếp thu vô đây cái kinh nhà nửa xíu rồi, có 4 thuốc rồi. Dạ. Với lộ đâu có, đi tắt phải đi ra lộ, mấy ruộng, lộ cắt ra tới mấy lộ. Và đi cái vườn cục này dài hết một cổ. Dạ. Lộ qua cái ngoài rồi lộ về đây nó còn dài. Ồ, vất vả gì đó hả? Trời. Trời ơi. Rồi ông thấy em mà bệnh như vậy thì ông ở giống như sống như vậy rồi nuôi em tới giờ luôn. Dạ cái giờ chứ sao giờ. Lúc trước thì người ta chưa cho mình ở đậu trong cái căn nhà này. Thì mình còn ở trong cái nhà nhỏ hồi nãy là cái bếp đó. Ừ. Thì cuộc sống mình nó khó khăn như thế nào không có thể nói con biết không? Thì cuộc sống mình lúc trước thì nó có khó khăn hơn bây giờ vì được cái được cái nhà này thấy 10 phần mình đỡ cũng được 2-3 phần. Cái nhà bếp nhỏ xíu sao nằm ngủ? Ngủ, hai anh em ngủ. Nằm chắc cho co luôn. Nằm cho co chứ không lẽ do nằm ngay ra được. Để có con, nếu mà mình yêu cầu các con ngủ được, đừng đột rồi. Ông lão đây, sống có trà. Nhưng mà vẫn vui vẻ. Hai ông nước trà đó, rất là thương yêu nhau. Sống như vợ chồng vậy á. Dạ. Tính ra hay, hai ông rất là hay. Sống như là vợ chồng với nhau vậy đó. Rồi một ngày ông đi xin tới mấy giờ mới về? Tới khi 10 giờ, khi 9 giờ mấy. Rồi ổng thì ra đó thì cỡ 10 giờ 29 giờ mấy mình rút binh về rồi đẩy về được nhiêu được 30, 40, 50 đẩy về. Có khi nào mà ông đi một ngày đó đó mà không có ngàn nào luôn không? Không có thì cũng vậy thôi. Cũng về nhà mình ăn cơm thì có tiền ta cho tiền, có đồ ăn thì ta cho đồ ăn. Đồ ăn mình đi gì về mới ăn cơm không? Thì nếu mà mình ra mãi được á thì cô bác ta cho ăn, cho đồ ăn, cho ăn kêu mình nấu cơm đó. Từ đây tới từ đây ra 3-4 giờ mình mới nấu cơm. Rồi người ta cho tiền, người ta có hỏi mình là tại sao mà đi xin không? Họ không có hỏi, nhưng mà không có hỏi, người ta thấy mình rồi thấy nhà đấy có bệnh hoạn gì không, cái đó thì cũng không có hỏi. Nhưng mà hỏi trước hết mấy người ở đây thì mới có hỏi, ở xã hay ở này kia nọ thì nó hỏi. Dạ. Còn mà mình đi ra lâu lâu đi ngang ấy, ê chú ơi bác ơi, đi cho tiền, cho 20, cho 100, cho 30. Không mình không cần hỏi nha. À, mình đâu khổ là ta thấy ta biết sao cho năm nay nó khỏi đâu cần hỏi. Chắc khu này chắc ai cũng biết hai ông hết rồi. Biết chân từng ở từ sống quá lâu ở đây rồi. Từ ở mày ngã từ chùa đó từ quốc biết hết rồi. Đằng kia cách cỡ chừng 5 cây số á, vừa nói tên chú ra là bây giờ khỏi nói bây giờ nói tên tôi ta biết ra nè. Còn hai ông đại, hai ông xe lăn thì ta biết gần. Hai ông lăn lăn ông đẩy đi á, xe lăn đẩy. Dạ. Tính ra hai ông cái khu vực này là rất là nổi tiếng luôn. Để nó có hai ông xe lăn không nổi tiếng. Có ai đâu xe lăn đâu, hỏi cậu có ai xe lăn đâu mà không nổi tiếng. Dạ. Ta đi đâu đàng hoàng rồi mình đi xe lăn đâu mà không nổi tiếng được. Công việc của mình là hiện tại bây giờ là cũng như dẫn đẩy xe lăn thôi hơn nữa ha. Dạ, đẩy. Là ngày nào cũng đi hay là lâu lâu mới đi không? Ngày nào cũng đi đó. Ngày nào cũng đi hết. Hôm nay con lại đây mà thấy tôi về trước, tôi về trước, thì tôi mới về chút nó nước là hai cậu lệ hỏi tôi đổ ai, ông đứng đây tôi tưởng ai, hỏi tôi thấy cậu ngồi chiếc xe đó, dạ, à, tôi bận tôi ở trần lại nói, không có nói, ông nói là ông phải biết cái bài hiện tôi đâu biết bài đó tên dạ. Gì, ông hai ông ở đây nè là có hàng xóm này kia có hay lui tới để thăm hai ông không? Không. Không có ai thăm chứ. Không ai đến đây hết. Không có đến, tự họ có vợ giờ không ai đến chứ. Có. Địa phương rồi. Địa phương, chứ địa phương là ví dụ. Xã trên ấp rồi. Xã ấp là có khi là có cái gì đó, xã ấp nó tới. Ví dụ có làm gì hay có tiền cho. Có quà, có này có kia. Có đó thì có, còn ngoài ra không ai là thăm. Hiện tại bây giờ trong nhà mình còn gạo để nấu ăn. Còn ăn, còn. Còn. Chắc ta cho gạo nhiều ha. Cho nhiều cho, mình ăn không hết. Nó ngay
có khi mình cũng bán một mốc qua ăn rồi hết rồi bán rồi. Rồi mấy người nói à, anh ăn, ăn chú ăn ăn hết bán thì chú mua cá rồi ăn. Ví dụ cậu ba ông là thí dụ cũng tính rẻ cũng 20 kg đi. Dạ. Rồi lâu lâu cái bà kia cho 10 kg thêm mà cái người gom góp để ăn không hết. Dạ. Nó ngay chủ yếu là cầm tiền để mua đồ ăn thôi chứ gạo mua đồ ăn là... gạo thì phải lo rồi. Ờ, phải lo. Quê này nè, người ta thì cũng không có tiền nhiều á, người ta có lúa có gạo thì người ta cho mình nhiều quá mình ăn không hết. Cái đó là coi như mấy cái người ở chợ. Dân chợ, dạ. Dân ví dụ dân người ta làm ruộng người ta cũng chưa có cho người ta. Dân chợ người ta thấy mình á, dạ. Người ta cho nó từ thiện nhiều ha. Ờ, ở chợ có khi tôi ra chợ cái anh ơi chú ơi cho phải cho bao gạo, dạ. Rồi, rồi mình nói gọi trái gầm thông bảy thì nó cũng ngay cho cũng mà người 5 kg người 10 kg chục kg thông bảy rồi á, dạ. À, rồi góp góp rồi ăn hết nó để vậy rồi nhưng không ngày nó ăn mốc, dạ. Ăn hết có hai thằng bữa ngày vô cũng ngày vô hai thằng tôi cho hai lon gạo rồi không có hai lon gạo, dạ. Gì là sáng lon chiều cũng lon. Rồi vậy mình đi ra phải chợ thấy ta cho mình ăn rồi, dạ. Cho ăn bún hay cho nước cơm, rồi hỏi cậu làm sao rồi đói. Vừa về nhà thấy con đẩy ông vừa thấy mệt quá hơi nghỉ không muốn chào cái trường mới ăn. Ông lão có khi nào mình suy nghĩ là mình giờ mình đi hết nổi nữa thì ai lo cho mình không? Giờ khi nếu mà mình khi đi hết nổi không ai lo cho mình thì coi như mình chết chứ có ai lo không ai lo đâu, hai ba cậu ơi không ai lo. Rồi cỡ tuổi như là ông đó là người ta con cháu cháu ngoại cháu nội trời ơi nhưng mà ông không có thì ông cảm thấy có buồn không? Thì buồn nếu mà mình không có mình cũng buồn mà bây giờ mình phải chịu à. Cái sao giờ phải sống nói vui vẻ ha, dạ. Chứ biết sao giờ dạ biết sao giờ bây giờ yêu cầu sáng mình khỏe rồi sáng mình ăn uống rồi thấy khỏe rồi được rồi nếu mình không ăn ngày đó hai ba ngày sau rồi cậu thấy cũng con người yếu rồi à. Tại vì không mình ăn được hay ông giờ ăn uống đồ được không thì bắt đầu cũng ăn được ăn mỗi ngày cũng thật được hai tôi hai thằng được cũng dài chứ không ăn này đi có khi nấu cháo cứ đi về uống trà vậy thôi ừ nấu khi nấu cháo dạ ví dụ bữa nào hay yếu mình thôi tao nấu cháo tao mày quất rồi ăn cháo rồi bữa nào thấy ham mạnh cũng nấu cơm dạ. Hai người sống với nhau cũng thấy lo cho hai ông vậy sao vậy thì cái thì cuộc sống hiện tại bây giờ mình còn sức khỏe thì cũng nói đi còn thời gian sắp tới dạ. Khi ông hai ông mà già yếu á rồi bệnh hoạn này kia rồi không biết là lúc đó sẽ như thế nào không ha? À. Ông cũng lo ông nói nếu mà ngã xuống hầm ấy liền thì ông nói mà để nằm dây dưa. Nằm dây dưa á. Nếu mà mình phải là ông bà theo ông bà cho nó mau khỏi cô ta. Ừ còn nó mà những cái nằm dây dưa vậy có ai lo cho mình đâu? Không có thấy ai cậu. Dạ. Ông mình... ở với anh như vậy đó. À. Có thấy buồn không? Nó hỏi cậu nói cũng không phải buồn nói cậu nghe. Không biết nói chuyện luôn ít không ít nói hơi buồn ha nghe nói chú khờ lắm hả chú khờ nghe nói chú rất là khờ rất là hiền luôn ông hồi xưa là em của ông á là có bị gì không ổng một chút cũng ít nói vậy hả hồi xưa ổng cũng nói mà ít ổng nói nhiều hồi xưa cũng vậy luôn dạ là chú này là tên ca hả chú tên ca còn em là tên ca còn anh là tên ghi tôi là anh của ông này tôi tên là ca ghi với này biết à. Ca ghi nấu bánh mì trong bánh mì ăn rồi biết nói gì chúng vậy dạ ủa còn phía trong buồng mình là đựng cái gì trong đó có ngủ trong đó không không đó có để chút gạo với ba cái bọc đựng đồ hoa gì mà bọc quá ở cái đó bọc cái sao không phải bọc quần dạ. Áo vàng không có vàng để đó tiện ta cho nhiều khi nhiều quá không quá trong đó cậu nói cậu nghe giống như mà nói mình có tiền vàng quá đâu có kiểu đó đâu khó, ừ, nó ngay mà tôi còn ba cái bọng quần áo mà đồ áo có tốt mẹ đâu rồi dồn đại rồi để nó rồi chứ đâu có gì đâu cái móc hết luôn từ cái nào mà tốt mình lấy ra bẩn dồn nó nhăn rồi dán nó cắn rồi cái nào xấu rồi bữa nào cũng thảy xong đó là đâu có để nhỡ cái nào tốt quá rồi mình bẩn rồi đồ này cũng ta cho không Ôi. Hai ông lão có đồ mới không? Có đồ đi đám cưới đồ không? Đám cưới đâu? Đồ dây thằng sàn. Đồ thằng sàn có đám mới đám cưới gì đâu. Ủa khổ vậy. Giờ trong nhà mình có nhiều tiền không? Sáng giờ xin được nhiều tiền không ông? Sáng ông, ổng đâu có gì xin sáng này ông đau. Ông mà sáng đâu đi? Không, ổng đau bụng á. Ổng ở nhà. Bây giờ ở nhà mình còn tiền nhiều không? Còn rủ mua này kia. Ở nhà thì cũng còn có 20-30 để mua đồ ăn. 20 ngàn
hai ba chục ngàn đủ mua cá hả? Đủ mua cá. Chứ giờ mà nếu mà mình sơ quá thì không có tiền mua cá. Vậy chứ ví dụ mình ăn quá rồi uống cà phê thì cái nó không đủ tiền mua cá. Mua con cá, con cá bé lớn cũng 30 rồi. Còn tính 30 ngàn hai năm ăn được ngày. Kho thì ăn được ngày mà nấu canh ăn có một bữa bột. Viên canh nó lạ. Dạ. Nó ngay tính gần cũng nhín ha. Tính thế bây giờ sao? Ông kho không cái nồi đang thui luôn. Cái này kho nhưng mà cái mấy cái nồi này nồi vừa trời nó đang chắc cũng bỏ rồi. Còn nồi khác mới ta cũng cho. Bữa nào mà sang mình đi mua hải sản đồ ăn không? Không quá. Hai cậu nói chuyện cái sang gì? Cá kho nó nóng canh bậy bạ rồi hai anh em ăn có đi đâu hải sản hay gì đâu. Thường quá. Ví dụ như cá lóc mà mình khứa kho mặn mặn rồi có trứng rau ha, mua đậu bắp hay gì đó cắm bẹ lạ nó ăn chứ có làm được gì đâu. Cuộc sống giản dị như vậy đó ha. Dạ. Ngày nào cũng như ngày nào nấy vậy đó. Dạ, ngày nào cũng có. Rồi qua chương trình của tụi con, hai ông có cái mong muốn gì không? Thì mong muốn của mình bây giờ như thế nào không? Có thể chia sẻ không? Thì nhờ mấy ông giúp đỡ cho biết sao bây giờ mình đâu có nói cái gì được đâu. Thì nhờ mấy ông qua nói cho cái gì thì nói cho biết. Cho gì cũng được hả? Dạ, bây giờ mình đâu biết gì nói là. Dạ. Cho mình, có người của mình thấy cũng không còn được bao lâu á. Mình làm cái đó rồi cái đủ cơm chết người ta cũng lấy thử. Không có nói cậu vậy đó. Giờ chỉ mong muốn là sống qua ngày thôi, khỏe mạnh như vậy thôi. Khỏe mạnh. Thế không nói bây giờ mà nếu mà mong muốn nhiều quá thì giờ cũng không còn sống được bao lâu. Nếu mình sống được cái ngày ta cũng lấy. Có một năm nó có thương là cho chút bệnh trị hay gì để mình vui sống thôi. Sắm sửa những cái đồ mà mắc gì mà mốt mình cũng ngã xuống. Có, bởi chứ phải mà có này kia nổi thì trường hợp mấy cậu cho được. Không, dạ. Tôi nói cái nào ra thấy cho mình. Sợ nhất là mình giờ tuổi già sức yếu là bệnh hoạn. Ập tới thì một cái là mình. Còn có ấm cái à, anh yếu à. Để lại em không biết ai lo cho em. Không có lo đâu, được lo không đâu. Giờ là tự ông ca ông ca. Tên ca là ông tự lo cho bản thân được không phải hay là phải ông phải ông tự lo bản thân không được không được luôn không bao giờ ông lo được ông phải kiếm tôi lo ông thôi. Bây giờ nói ông biết ông ra ông bệnh hoạn mà ông ra ông biết nói tôi bệnh cái này tôi bệnh kia không mua thuốc rồi cũng không biết gì hết không biết. Kiếm tôi lo ông không lo tất cả toàn bộ. Tôi ăn tôi uống rồi tôi đẩy ông đi kia nọ mà tôi không có cậu. Bây giờ mình bỏ ông thì thấy có hai năm sợ chừng nào hai thằng chết thôi bây giờ biết sao. Bởi hai người sống giống như hai vợ chồng thì rất là thương yêu nhau. Nó cũng nhìn chú cũng khá là một trường hợp khá đặc biệt. Hai anh em mà sống với nhau mà lớn tuổi nữa. Rất là lớn tuổi, 70 mấy tuổi rồi gần 80 luôn. Đấy. Cứ sáng thì đẩy anh đẩy em đi ra chợ này kia để ai cho gì thì lấy cái nấy rồi về nhà uống trà trưa có nhậu không có uống rượu không đặc biệt không? Không không phải không uống nhưng mà phải chừng trước xuất thu á sẽ có uống hồi đó kêu uống là ve đó là gì à? một hai chai ha rồi từ đó cái xuất thu giờ không bao giờ uống đấy còn sức khỏe còn bây giờ đó giờ là không uống không không mấy chục năm nay không uống không uống gì chứ không uống luôn cho uống hay mà. Không hay bởi vì ông khỏe rồi nhưng mà uống biết sao là ông mệt lắm mình uống ra nói hai ông đó uống rượu hai đó uống rượu mà cái bình trà chưa chơi uống rượu gì không nói thật thì có thì mình nói có cũng nói sao đâu uống rượu trời ơi mình uống rượu nó uống thật đâu có ai nói gì sao mình được không có uống nhiều người nói uống hả tưởng rượu hả chắc rượu. Cái lúc mà ông nói chuyện này kia người ta nhìn ông giống như là đang xỉn rượu á hiểu không chứ mình đâu uống ngay cái bà mà ở gần khúc bãi á cũng gần tre bà nói thấy hai anh uống rượu mà tao đồn nói hai anh uống rượu uống lấy đâu tại đó cái bình trà nó uống rượu thuốc thì có phải không thuốc thì có thuốc thì có nghe thuốc nè dạ thì nó nghe mình có tiền thì lâu lâu thì mình hưởng thức một gói thuốc thơm 10 bữa nửa tháng còn như là hút ba cái bico ba son cái đồ uống thuốc đó trong chủ nổi hai người hút luôn dạ hút hết đúng rồi hai người có một mình là buồn cái ngồi hoài hay bực bội quá rồi ông ca có thương ông Ghi không sợ thương hả nó đang nói không hả dạ ông rất là hiền luôn cũng ít nói nữa ít nói
ông tay của chú lo từ đó tới giờ. Mà tôi lo ông mới nói, tính là ông chết rồi mà ông còn sống cũng đỡ. Chúng nó chết không? Ừ, ông nằm bệnh viện mà tôi phải chạy trọt lâu quá, ông không biết gì hết. Rồi tối này dễ bệnh lắm, à, dễ bệnh lắm. Có lúc đó mình nổ ra, rồi mình cũng chưa có biết cái kiểu này, kiểu kia là chỉ có vô bệnh viện hay người ta đưa thuốc rồi, ta này cho nọ thôi, chứ mình chưa có biết rành. Dạ. Đó, mà nó ngay vậy. Rồi mấy cô y tá vô góp tiền, góp này cho nọ cho đừng trăm mấy. Dạ. Người 5.000, 10.000 trong ban của người ta đó. Dạ. Ta cho thấy ông còn nghiệp con, người 5.000, 10.000. Mà hết tới giờ luôn. Con thấy mừng. Con mắt của ông á sao không có mở to được hả? Mắt ai? Mắt của ông á. Của tôi hả? Dạ. Tại mắt thấy rõ không? Ông còn thấy, thấy rõ. Thấy rõ lắm. Thấy. Tại vì nó nghe mình lớn tuổi rồi, cái mắt nó là như thôi. Chứ còn ngoài ra, ngoài ra chứ tôi sổ kim tôi nói được. Trời ơi. Nguyên tôi sổ bằng chỉ á. Dạ. Tôi sổ được á. Dạ, lớn tuổi mắt ấy mà. Mặt sáng quá. Ta nói ông là uống rượu. Mắt hiếp lên. Thế đó, nói là cho uống rượu qua. Không có đâu. Mà thật sự là không có. Không có. Uống rượu rồi. Bây giờ hỏi đây nè, tất cả này, bây giờ ta biết mình uống rượu á. Ta mời vô, kêu anh hai vô uống rượu. Tôi nói, ôi, tôi đi về. Có công chuyện về, là hút. Tại cái cách nói chuyện với cái cử chỉ của ông như vậy đó nên mọi người hiểu lầm. Thôi hai ông cũng cố gắng ha. Dạ. Hôm nay thì tụi con đến đây để chia sẻ cái hoàn cảnh gia đình mình. Dạ. Cũng rất là hy vọng khi mà đăng tải lên là lại nhận được cái sự yêu thương từ khán giả cũng như là quý mạnh thường quân để giúp đỡ cho hai ông ha. Để có ít tiền để mua cái gì đó ăn cho ngon. Dạ. Thì nói chung là hôm nay thì tụi con đến đây thì con cũng xin trích một cái phần tiền của chú Sưng ở bên Mỹ ha. Là 500.000 để gửi cho hai ông để hai ông mua thêm cái gì đó ăn ha. Vậy cảm ơn ba cậu. Cảm ơn ba cậu. Chắc sao vậy? Dạ. Có 500 lắm mừng dữ á. Dữ không? Dạ. Mừng á. Đó giờ có ai thường đi chở đi vậy mà cho 500 không? Làm gì có. Có không? Lâu có hợp mấy năm trước có ông lắm, chạy xe ông đậu gần mà chở đó. Đi ngang đó, anh ơi, cái gì, ngốc cho 500, tới giờ luôn. Đó giờ còn, chỉ có lần đó thôi. Không còn, đó lần rồi. Đó lần 500. Ừ. Ôi. Chắc lúc đó mình sao. May mắn à. Ừ, lúc đó không biết sao, mấy năm trước ra, chứ năm nay chưa có. Chắc đâu hồi năm 2013, 14. Dạ. Năm nay 22 rồi. Ồ, vậy là tính ra lâu rồi. Lâu. Lâu lắm rồi. Cho mừng 500, mừng muốn chết. Hai thằng đủ, no đủ rồi, miếng sao no đủ, rồi đồ ăn. Thì hôm nay thì con cũng thay mặt chú Sưng ở bên Mỹ là gửi cho hai chú là 500.000 ha. Dạ. Cảm ơn hai cậu. Mua cái gì đó ngon ngon hai ông ăn. Mua về ăn hai anh em ăn. Dạ. Dạ. Cái đó là tiền của chú Sưng ở bên Mỹ. Dạ. Dạ. Cũng xin cảm ơn chú Sưng đã gửi cho hai ông một cái số tiền 500.000. Coi như hai ông là ăn cơm nước rồi hả? Bây giờ là đây đến chiều có làm gì nữa không? Không. Không có làm gì? Không có làm mận gì đó. Đi ra đi vô vậy thôi hả? Đó uống trà rồi có khi mình nằm nghỉ. Rồi chiều cái mình tối đó, rồi mình hãy nấu cơm ăn. Dạ. Cứ vậy thôi. Vậy thôi. Sống giản dị giống bác Hồ nghe đâu có làm gì đó. Ăn đó là đi ra vô có mặn gì đâu. Rồi, mình kiểu cái tuổi mình có mặn muối gì được đâu. Dạ. Hai ông quấn quýt bên nhau. Lúc nào cũng hai ông cũng đi chung hết trơn. Dạ đi chung đó. Ở nhà cũng hai người. Ở nhà cũng ngủ đi. Chung, ăn chung rồi ngủ nước trà cũng chung luôn. Trời ơi. Vậy cho giờ có làm sao vậy? Tuy là tuổi hai ông cũng đã già nhưng mà thấy ông cũng lạc quan. Rồi như vậy con cũng rất là vui. Dạ. Thì tụi con cũng chúc cho ông có hai ông ha, có thật nhiều sức khỏe ha. Sống vui vẻ. Dạ, vui vẻ. Cứ sống vui vẻ đi, mình khỏe mạnh hoài. Dạ. Đừng có bệnh đau là mừng rồi hay không. Đâu, nó vậy là mấy cậu nói chuyện khỏe mà sợ nóng. Dạ. Sợ nóng có cái đâu biết được, người không biết được đâu. Tôi ngồi cậu vậy là nó chịu mê thấy tôi. Không mà nói thiệt. Mình lạc quan đi. Ừ, đợi. Nói đợi. Nó đâu biết được. Không biết ngày mai là sao luôn. Ừ, bây giờ tôi ngủ luôn biết thức lại trong mình sống. Dạ. Ngủ luôn rồi. Đi luôn. Ông kia cũng vậy, ông nói chuyện, ông nói chuyện. Mà ông bự con mập á, mới thấy ông kia, ông nói chuyện, rồi sáng ông ông cứ cống. Ông nói ông muốn ở trên đường chùa Hoài Lan nè. Dạ. Ông nói đó. Dạ. Đủ hết thương rồi.
Ồ, ngày nào cũng lo, khi dạ. Tối ngủ là cũng gầu lo ha. Trời ơi, ngủ, tối, sáng mai tối ngủ cũng phải lo. Mà tối ít ngủ hơn buổi sáng, lát sáng này. Dạ. Lát sáng về nằm chút ngồi dậy nữa thôi. Dạ. Rồi ông này ông bao ông bệnh ông la ông ghê mình tôi có đâu ngủ được. Dạ. Mà em đau thằng anh ngủ được nên là đâu có được. Dạ. Ông cái nào ông bệnh đó thì mình nằm và ông là ông đau ông lên là tôi là thức sáng đêm luôn. Thường quá. Bây giờ ông đau mà em bây giờ mình cũng vậy thì mình đau mà em nó cảm thấy được thì nó thức, ông không cảm thấy được thì nó ngủ. Dạ. Mình cái cống đất thôi giờ chắc tụi con cũng tạm khép video này ở đây. Dạ. Hai ông câu cổ nhau cái con dạ. Chụp hình cái ha. Dạ. Rồi thân thích ha. Dạ. Rồi, hai ông lão sống một trong một căn nhà ở đậu của người ta. Dạ. Nói chung là rất là thương yêu nhau. Dạ. Lo lắng cho nhau. Dạ. Đó. Phải chưa? Rồi chắc dạ. Con chào hai ông dạ. Luôn ha. Dạ. Hai ông giữ gìn sức khỏe. Cậu ba cậu được đi nhiều sức khỏe là nhiều là cho được mạnh thường quân là thấy khỏe vậy đó. Rất là vui tính nha cả nhà. Vì con chào hai ông luôn. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Chào mấy cậu đi cũng sức khỏe rồi làm ăn luôn. Phát tài lên đó. Dạ. Rồi mấy tôi cũng khỏe luôn. Tôi cũng khỏe luôn. Có duyên thì ông cháu mình lại gặp nhau ha. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Đó cả nhà thì chắc em cũng xin tạm khép video này ở đây. Và qua video thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến chú Sưng, Việt Kiều Mỹ. Thì gửi cho gia đình một món quà, một số tiền. Dạ thì các em cũng xin tạm khép video này ở đây cũng như là gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và xin chào.